Và kính thưa quý vị, một bản tin khác đến từ Venice. Hai nàng công chúa một thời của đài Disney là Selena Gomez và Vanessa Hudgens đã xuất hiện cạnh tài tử James Franco trên thảm đỏ để quảng bá phim mới nhất của họ mang tên Spring Breakers tại Đại hội phim Venice. Bộ phim kể về bốn cô sinh viên đại học tìm mọi cách để có kỳ nghỉ xuân đáng nhớ nhất trong cuộc đời và họ sẵn sàng làm điều đó bằng mọi giá, kể cả bằng việc đi ăn cướp. Tuy nhiên không may cho bốn cô gái trẻ đẹp, âm mưu đánh cướp một nhà hàng của họ đã không thành và tất cả đều bị bắt vào tù. Tưởng như mọi chuyện đã chấm dứt với những cô gái, song họ bất ngờ được một tay du đảng có tên là Alien do James Franco thủ vai bảo lãnh cho ra khỏi tù và yêu cầu họ làm theo ý của hắn. Tại buổi ra mắt phim tại Venice, dàn diễn viên đặc biệt là Selena Gomez đã được người hâm mộ dành cho sự quan tâm rất lớn. Rất nhiều người hâm mộ đã xếp hàng để được chụp ảnh và xin chữ ký của Selena, vốn nổi tiếng không chỉ với vai trò ca sĩ, diễn viên mà còn bởi cô là bạn gái của hiện tượng âm nhạc Justin Bieber. Trong phim như một sự trớ trêu bởi giấc mơ Hoa Kỳ của bốn cô gái đã bị thay đổi hoàn toàn với sự xuất hiện của Alien. Khi hắn yêu cầu các cô vượt cả giới hạn luật pháp, bộ phim này do đạo diễn Harmony Korine thực hiện với không ít cảnh quay những mối tình đồng tính nữ. Ông Korine chia sẻ với báo giới rằng bộ phim như là một giấc mơ, một thứ ảo tưởng vậy. Ông muốn làm một bộ phim với ít lời đối thoại, nhiều hình ảnh hơn. Tác phẩm này về một thế hệ mới, một viễn cảnh mới. Bộ phim kể về những đứa trẻ lớn lên với truyền hình, trò chơi điện tử và YouTube. Spring Breakers nằm trong danh sách 18 phim tranh giải sư tử vàng sẽ được công bố vào ngày mai. Và theo dự trù thì bộ phim sẽ được phát hành rộng rãi vào năm tới.